Trời ơi, tôi nói rồi không? Thôi, rút kìa ông nội mẹ ơi. Chả máy đi. Ông nội. Trời ơi. Xích tới. Án cái cây rồi, xích tới. Rồi. Thôi ông nội mẹ ơi. Nói luôn chuyện luôn. Trời ơi, cần pha cắm luôn rồi, chết rồi. Chết rồi, ba xa cũng phải thả chứ sao giờ. Pha cắm người ta bắt đâu. Ông ơi. Tàu lao ông ơi. À, không xin ông ơi, xin thì làm bậy bạ không. Rồi, tôi không biết rồi. Bắt không rồi. Người ta bắt. Nãy tôi nói phải để ông ra ông cắm ở đây là lụm rồi. Thả má chưa? Lắm rồi. Không biết là lớn cũng phải thả à. Bự lắm. Rồi đất thôi. Má thấy nó cũng khủng khiếp luôn mà. Trời ơi, coi nè, coi nè. Thả máy vô lên nổ dây, hả, bắt xong rồi thả. Chứ đừng để xảy uổng. Tự lắm. Ôi. Rồi. Ngày hôm nay thì ông thầy Tam ổng dắt mình đi câu xuồng nghe mọi người. À, đây là một cái chiếc xuồng cho mướn đi câu. À, và đây là ông thầy Tam nha. Rồi, lên đường. Rồi, chút nữa bước hụt dáng hay mẹ rồi. Rồi, lên đường đến lượt. À, hôm nay ông Tâm sẽ làm thiền tưởng cho mình nha mọi người. Thì mọi khi rồi, kèo thấy con mẹ luôn. Chứ bự đi chèo một lượt, đừng lấy chiếc xuồng này. Thì chèo đi rồi cho mướn giá sao ta? 100k. Chèo mà 100k rồi đó, mướn nhiều, lỡ máy nhiều. Mướn ghe chạy 250. Hai chạy 250 à? 200 à? Dỗ pháo má chưa rồi. Kìa, chạy đi hả? Ai biết không? Chạy đụng bè, chạy giống như ông vậy đó, ông chạy đụng bè người ta. Chạy nha, mới giữ không ơi. Bỏ thắng. Chạy đụng bể ghê ta luôn. Ủa, tưởng chết. mình thắng không được là mình phải lỗi vô các bạn. Rồi anh đây cầm nó cho hả? Anh đây hút cái chó thì thôi luôn. Chào mọi người, thì ngày hôm nay ông thầy Tâm sẽ dắt mình đi mướn một chiếc xuồng, rồi sau đó sẽ chèo dài rồi cặp vô những cái bè câu. Thì xuồng hôm nay là chèo chứ không có chạy máy nha mọi người, tại vì chuyến trước là ông Tâm cũng chạy mỗi bè người ta lũng xuồng, cho nên là giờ ông chủ xuồng không tháo máy hết rồi, không cho mướn xuồng nữa, không cho mướn xuồng máy, cho mướn xuồng chèo thôi. Ok mọi người, thì giờ hai anh em mình sẽ bắt đầu hành trình thôi nha. Ok. Đây, bây giờ ông Tâm sẽ đưa mình cặp vô cái bè này câu nha mọi người. Nước không có chảy một miếng nào luôn. Nước xuống chân luôn mà ông kêu là cá nhóc. Không biết cá gì nhóc nữa. Vô kia, vô trong lục bình câu đi. Gì? Mọi người cứ coi vậy hả? Thôi, bây giờ bắt đầu ra đường chiến đấu nha mọi người. Thì đây là cái cần mới. Đó, cần mẫu mới nha. Đây cần Shino HK01 cần cắm gốc. Thì cái cần này là mình đặt làm riêng nha mọi người. HK01 là HK là của mình nè. 01 là cây số 1. Rồi thì ông Tâm này bánh cái này luôn. Mình thì đánh 5 cây, 4 cây, 4 cây, 5 cây đó, ông Tâm đánh 1 cây nha. Bây giờ ông Tâm là bữa nay ông câu cá chim nha. Cá chim ta bể bè mấy bên sông lớn, ổng qua sông nhỏ, ổng đòi câu cá chim. Có con khỉ. Câu gì kệ tôi. Rồi, ổng đi kiếm được mấy con trùng, ổng qua ổng câu cá chim. Còn mình thì mình câu cá, mình câu cá ta, cá mè, cá chép, cá cóc được chơi thôi. Ok mọi người. Cô vậy bự dữ. Ồ, nay sắm được máy biết luôn nội ơi. Máy nhà mình nằm trong máy đó vậy không? Ghê. Okay. Fx 4000 nha mọi người.
Dây. Ôi ôi rồi mấy dây cứ ngắt luôn, dây tia len dây gì không ơi. Cái câu hồ dây này là xả ra nè, xả máy hồ ra lấy câu luôn nè. Biết hang này. Ghê. Chị đâu? Không có chị. Con khỉ. Rồi ông rồi đi câu để đem có cái cần với cục máy vô nè. Ờ ông nội ông đi câu đem cái cần cục máy ông đi bắt cướp ông ơi. Ờ. Đồ má tay không bắt cướp rồi cái cần cục máy này câu về lấy gì không câu tao lẹ mẹ ơi quá ghê thiệt. Thôi thôi thua luôn mọi người ơi, bó tài rồi. Tôm mồi nha anh em, đây mình xin giới thiệu sản phẩm của mình á. Hiện tại bây giờ là có hai loại, một cái là bịch ký là câu chuyên về cá ta, một cái là bịch 250g mà chuyên về cá có dãy. Bữa nay thì mình sẽ câu cái bịch này. Ok mọi người, còn nước bóp dẻo chơi nha, nước chỗ câu nha. Đó, mình cứ đổ nước, mình đổ gì vừa thôi là chơi thôi, mình quậy nó vô. Nếu mà nó khô quá thì cứ cho nước thêm, còn nó nhão quá thì cứ lấy cám khô đổ vô thêm là ok ha. Thì anh em nào biết cái tập tính của con cá ở cái khu vực của anh em á, nó thích ăn cái gì á, thì anh em thêm vô thì nó ok hơn. Còn nếu mà không biết á, thì đừng thêm tầm bậy tầm bạ vô câu, nó tới quớ mất công uổng. Không biết thì mình cứ để vậy, mình tồn nước mình chơi thôi. Ok ha. Rồi thì mình sẽ bóp cho nó dẻo dẻo lên xíu nữa. Rồi đây, đây là 50 súng của mình. Đó. Rồi đây mọi người, đây là mồi mới tụm xong. Rồi đánh chùm nho nha mọi người. Chụp nho 4. Rồi ok mọi người, chụp nho này thì mình có bán luôn nha. 60 ngàn chục chùm. Mày 3 cây, 2 cây. Thôi ông câu 3 cây đi, tôi câu 2 cây à. Ông câu nhiều đi kiếm cá về chứ. Rồi giờ sẽ móc chụp nho vô câu nha mọi người. Thì mình còn đang trong cái thử thách là dính cá phải thả thôi. Cho nên là mình sẽ dùng phần cần nhiều trong tâm đi để ông câu có cá thì cầm về, chứ mình câu dính mình thả hết. Không có cá cầm về mắc đi mua nữa. À, bữa mới ra mua cá ba sa không Tâm? Cá ba sa có 700g mà bán 80.000 không Tâm? Ăn giá không? Vậy? Ăn giá không? Ăn nói chung là cũng được, nhưng mà con cá có chút xíu rồi về ông không đủ ăn. Ở mắt quá trời luôn. Rồi trong khi đó câu dính nhiều thả bao nhiêu. Ờ còn cá ta là phụ cá ta 60.000 ký. Trời đất ơi. Ông nội ơi, khủng khiếp luôn. Ủa, có đóng cho không? Câu dính nhiều sách gì thả gì cho đồ trơn ra chợ hỏi cái hết hồn. Rồi. Rồi mọi người, mình thì mình câu hai cây này nha, mình sẽ cắm về thôi. Đó, đã không? Cái này là ăn là quất quéo quéo rồi. Ok mọi người. Thì ông Tâm thì ông cắm trong bè, mình thì cắm ở đây. Cái chim ăn kìa. Chim con bự nó rút rồi. Đó, ông Tâm cắm ở đây hai cây. Đằng sau lưng hai cây. Đây. Ông Tâm cắm ăn mọi người. Cái con rỉa đang rỉa chưa dính không ơi. Yeah. Cái gì ăn thì nếu nhỏ để hồng băng à. Cái mè. Đó này thấy nó nhẹ không? Đó. 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 Rồi sảy luôn rồi ông ơi. Lâu cũng gì rồi. Cho chờ cái sảy luôn rồi. Lâu cũng gì rồi. Không, tìm về dưới rồi. Cái mè. Đi luôn. Rồi thay mồi đi. Đây ạ. Kỹ luôn rồi. Mới xuống ngọt. Để nghe mệt. Đây. Cá. Trời ơi. Trời ơi, nó tôi nói rồi phải không? Trời ơi, rút kìa ông nội mẹ ơi. Ôi, xả máy đi. Trời ơi, ông nội. Trời ơi. Xích tới. Ngán cái cây rồi, xích tới. Ừ, rồi ông ơi. Rồi. Thôi ông nội mẹ ơi. Má. Nói luôn chuyện luôn. Trời ơi, cần phá cắm luôn rồi, chết rồi. Ở
chết rồi. Ba xa cũng phải thả chứ sao giờ. Pha cắm người ta bắt đâu. Ông ơi. Tào lao ông ơi. Tào lao ông ơi. Thôi không xin ông ơi, xin thì làm bậy bạ không. Thôi tôi không biết rồi. Bắt ông ơi. Thả người ta bắt. Thả cho nó phải để ông ra ông cắm ở đây là lụm rồi. Thả má chưa? Lắm rồi. Không biết là lớn lớn cũng phải thả à. Bự lắm. Trời đất ơi. À, thấy nó cũng khủng khiếp luôn mà. Trời ơi, coi nè, coi lẹ. Xả máy vô lên nổ dây, hà bắt xong rồi thả. Chứ đừng để xảy uổng. Bự lắm. Ôi. Trời ơi, trời đất mẹ ơi. Trời ơi. Quà ha trời. Đây, đây. Máy đài hoa cùi búi. Dây mê công. Chùm nho 40-60 ngàn. Mình bán nhau mà chỗ ác lưỡi nha. Trời ơi. Rồi nguyên một nộ mộng nữa. Con này phải 5kg hơn 7kg. Trời ơi. Giờ chạy đâu cá chạy mất tiêu. Lại đây xuống dây. Đuôi đừng đưa lên. Chạy đây xuống dây. Đậu xanh. Ôi trời ơi. Trời ơi cái ra dây cái ra máy kìa. Em. Trời ơi. Hôm nãy mấy ông ra ông cắm là lậm rồi. Tôi nói rồi. Cá bự nằm ngay nhà tắm mà không chịu nghe. Trời ơi, vòng về ông nội ơi. Rồi, ông tàu lao rồi. Ôi, tàu lao luôn. Ra chưa, đủ phộng. Đừng cho nó cà vô nó dướng nữa. Nó đi vô. Ông chú là cần xuống ông đẩy nó ra. Rồi lên đây là dướng gì, nó dướng ngược cái này là thua rồi, chạy ngược nước ông nội. Kéo xuống hạ dướng rồi. Rồi dướng cho lên đây dướng. Cái quần. Trời chạy đâu ngược nước dướng đi. Ông nội. Kéo nó lại, đừng cho nó lên. Đi đẩy luôn đưa nó qua. Nó qua chạy ra dương. Cái gì trời ơi, rồi nó xịt tung bóng luôn rồi kìa. Cái gì vậy? Giống như ai lặn ở dưới. Trời ơi con kìa, con kìa. Trời ơi con kìa. Hỏi đi ghê trời. Mạnh quá. Trời 7kg. Ông đóng cái ông chết giấc gì trời. Nữa nó chạy lên. Ông đẩy xuống. Nó chạy lên. Nó chạy đây là tôi cầu. Nó chạy đây luôn. Ừ chạy ra đừng chạy vô. Ủa? Cái này có dây dưới đây nè. Cá 7kg. Trời ơi lên chưa. Nhắc cái đậu lên đừng cho xuống. Ông nhắc qua đây ông đưa lên đẩy hoài qua đây nè. Không ừ. Không chưa. Con này 7kg con này phải chụp. Đừng đưa lên đó đưa nó xuống. Đưa đây nè. Bay lên đây chụp đuôi nó đó. Nó dại nó sản một cái. Nó nhủ vô dây là thua. Đủ nó khoảng một cái là thua liền. Nó khoảng cái là vướng dây liền nè. Chụp ông nội tôi chứ chụp. Rồi thả lục bình luôn, thả lục bình luôn. Ừ nước lục bình đi. Rồi không mất đâu, bắt cá nước đi. Cái quần. Ông nội tôi giờ cũng biết sao bắt. Cái kiệm đâu, lấy cái kiệm. Cái kiệm đâu? Để lấy cái kiệm. Lấy cái kiệm. Đây, anh em la quá, bắt cá kìa, ngu quá trời, anh em la quá chứ là nay đem theo cái kiệm nha. À, trời ơi, ông nội ơi, cái gì vậy? Rồi, gỡ lưỡi. Má ơi. Ừ, bệnh mắt nó lại đi. Cái gùng tay luôn rồi ơi. Chứ sao trời. Gỡ cái lưỡi lấy cái kèm nữa. Cái lưỡi bệnh mắt chưa? Ủa? Ủa, không cắn lắm. Nó mập cái bụng nó hình chứ kìa. Rồi. Trời ơi, ôm cá lên. Ê. Ôm cá làm ngang, cho cá làm ngang đi. Che mất tiêu con mắt con cá rồi.
ông cầm lên mà đừng che mất mắt. Ừ, cầm con mắt thôi, chuột con mắt ơi, che mất mắt nó xấu lắm. Ừ vậy đó, ừ đúng rồi. Họ hớt quỷ thần không? Rồi, cá này đúng ra là phải để con pha bắt nha. Cá gì tự cần ta cắm nó chạy ra giành bắt. Rồi sao sao sao, mệt quá. Ồ, cái này anh em. Trời ơi. Đó. Chám rồi. Gì? Chám rồi. Rồi chám nhét con kia rồi. Chụp cái anh. Gì? Được rồi, chụp cái anh. Đây. Thì câu rồi, câu rồi, nó mang tính chất cao thôi, nhưng mà thả thì cũng thả nha anh em. Thì mình có sinh thì mình chung thôi. Rồi ok anh em. Đó, cá này không Tâm bắt nhưng mà cần mình cắm nha, mình ra mình cắm đây rõ ràng tại ông Tâm dành bắt thôi nha. Đó. Rồi ok mọi người, về thiên nhiên. Đó, mình chơi mình phải đúng luật không? Chơi ông Tâm là bắt về anh em. Đâu có được, dễ gì cho, không có cho được. Rồi ok mọi người ha. Nó lên. Sao thấy hả, ăn cá vui không? Quá là mệt quá. Không ơi, đồ không ngờ. Cá là mệt quá. Ghê chứ, có gầu thế nào cũng lụm ngay đó mà. Ok mọi người. Có lạnh hả mọi người? Trời ơi, nhìn ông Tâm bắt con cá rồi, mình thấy mình run luôn mọi người. Quá trời. Con cá nó chạy khủng khiếp thiệt chứ. Nó lên rồi nó xuống, nó lên nó xuống, nó đi ra đi vô làm mấy kiểu luôn. Nãy dưới cái mà tưởng tiêu rồi, ai ngờ đâu bắt được. Ok, mừng quá. Ê mọi người, hồi nãy mình kêu ổng ra đó cắm đi rồi bắt cá, ổng chịu. Cái mình cắm cái dính cá là ổng thả, cái mình kêu ổng thả xong rồi cái giờ cái ổng ra ổng tự cắm luôn. giờ ra tự cắm luôn nha, tự móc mồi tự cắm luôn chứ không cho mình cắm nữa, dành lỗ luôn. dễ gì dám để cho mình cắm cái nữa, mình cắm cái nữa ăn nữa bắt thả nữa sao. Trời ơi dễ gì, thật sự là bây giờ ra sông đó mọi người, bây giờ mà ra ngoài sông bắt kiếm con cá hàng cỡ đó thì chứ nó khó dữ lắm, khó, nó hiếm lắm mọi người. Cho nên là ai dính đồ cũng nói chung là cũng quý trọng, nó cũng mừng lắm, không có muốn thả đâu, nhưng mà lỡ mình bị đó thì cho nên mình bắt buộc mình phải ép ông Tâm thả rồi, chứ mình không để ông Tâm bắt được, kỳ lắm. À, không sinh mà sinh thì mình phải làm cho đúng. Còn hàng cá không có lái nhưng mà này kia là mất công Tâm linh mà không có đụng vô được, né đi. Đó, ok mọi người ha. Rồi. Còn cây đó, còn cây đó. Thì hay giữ em. Bây giờ là tới lượt ông Tâm ra ngoài đó cắm. Mình đổi lỗ, mình giờ mình còn có con cây rồi, sớm mình được 2 cây. Ông Tâm 4 cây. Đó, bây giờ là mình còn có con cây, ông Tâm 5 cây. Ông Tâm 5 cây mình cây. Rồi vậy ha mọi người, tiếp thôi. Đây mọi người, đây mọi người. Ơi cần mình cá mọi người. Còn không? Còn. Đó. Rồi đến nếp qua đây. Hai anh em cọc ngoài bè câu, mới dính được con cá, chủ bè ra đuổi không cho câu. Đuổi vô bờ cắm cá ăn luôn. Cái ghê, cái ghê, cái ghê. Dạ. Ghê ông nội. Ôi ông nào lao luôn ông nội ơi. Lộn phộn vậy, xảy luôn. Xảy luôn mọi người ơi. Không, cái nó bung cái sao, nó kêu một cái gan cái sao lại xảy á. Xảy nha anh em, làm đại anh em ơi. Nhưng mà trong đây thì nó cũng có cá, nhưng mà có cái cá không bự thôi. Tìm nó rồi. Đó. Còn. Nè, thôi cảm ơn em bắt luôn cho. Bắt đây. Cá ăn nữa nha mọi người. Cá ăn nữa là... Coi cái gì vậy. Còn không? Mấy lại phải dở được giật sảy. Trời lên đây sảy rồi. Cái nó tới đây nè, nó tới đây sảy. Chạy luôn, hối cũ luôn. Cái mẹ gì á, nhiều hiệu á. Đây, ăn nữa, cây này, ủa cây này của em hả? Cây cưng á. Cây này sảy nữa không? Đậu xanh mà sảy nãy giờ 3 con, 2 con rồi nha. Nha. Nè, ăn nữa nha mọi người. Đó. Có 1 mét nước rồi. Ê, họ sấy nữa. Kỳ trời. Bự luôn không Tâm. Được cái nhẵn tịnh luôn á. Tim kìa. Kỳ á. Cá bự luôn á. Đó. Đây mọi người, cái cây này của mình ăn nữa nè mọi người. Mọi biết dính không nè. Đó, còn
mọi người thấy nó giúp biết tôi biết không đó. Dính đồ thì ông Tâm ơi, bác em Tâm dở rồi luôn á. Còn không? Nên nãy giờ mình bắt hãy không nha mọi người, giờ đổi tay ông Tâm coi sao nha. Nó lo bê dây luôn mà. Hết mồi nữa rồi. Trời ơi, chạy gần nước lên luôn rồi giờ. Nó biết ngay nó. Mày dẫn nha mọi người. Ờ mày dẫn tao do luôn. Đưa vô đài việc đá. Cửa nhỏ ha. Đá luôn nha mọi người. Còn cũng pha. Ta thấy hả quá hả. Rồi tiếp nha. Đây mọi người, ăn mọi người. Thôi rồi chùm ơi, xuống chưa hết chừng cái ăn à. Đó đó. Đó, bự rồi. Cũng trọng rồi chứ. Không nhỏ đâu. Trời ơi, cái ta bự luôn. Ghê thiệt. Sạc ký ký á. Mày cái coi nãy mày đã. À, mấy con này phải mốt đem đồ heo về gọng gì nuôi á. Ừ. Ghê. Yeah. Lẻ lớn lắm. Cắm lại cho luôn. Thôi 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 thôi. Đi quên kìa. Ồ. Ồ. Thấy không? Lớn mà, lớn mà. Dây. Chứ hả? Ờ đang lớn mà. Trời ơi. Trên cá kia kìa coi nè. Còn cá không? Còn xuống không? Còn cá mà chùm nho giờ mới xuống kiểu gì luôn. Ừ, xô luôn. Trong cái gì quá. Trong luôn. Rồi chảy bức mẹ bọn cá. Bọn cá nó trấu thì sao á. Nặng lắm. Hết nữa. Xả 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 vô đi ơi. Đây có đồ trường nhà rồi. Chây làm đường nhà rồi. Xả chứ để nó bị vậy hỏi tôi đưa là nó nước dây. Giờ nó đút nó xả cho nó đút từ hồi mình đi từ từ lên. Rớt xuống à? Không rớt con dây xuống. Mà nó chụp nó chạy dưới còn dưới nè. Còn nặng lắm, cái nặng lắm. Kinh kéo luôn. Cái gì? Bắt kéo về dưới luôn. Ờ không biết nó bắt cái đường nào nè. Rồi. Nó chỗ mới ra chưa hết trừng còn cây nè anh em. Chưa ra hết trừng nữa. Chụp nữa ăn nữa. Dây
xong rồi dướng cứ ngáp xuống nằm bên gu mình đấy, tự như vậy nó trốn dây dưới thôi. Nó dính dính này cho nó làm dưới dính cá ăn cá từng trở lên cá sàn lên cái nó lội tới cho nó quấn vòng vô cái cọng dây đổi vô cục chị nó không nhảy lên, nó nhảy lên cái đường chập đi. Ủa thôi ơi, thấy đang kéo kéo đang lên luôn mà. Ủa, cá nặng dữ lắm mẹ. Mở cò không rớt xuống luôn à? Hả? Mở cò không rớt xuống luôn à? Không rớt. Trong dây đổ này làm được nào nè. Không mở cò cho rút xuống miếng nữa rồi. Đó, rút con cá rút xuống nè, đó. Cho nó rút xuống thôi đi rồi nó mới lên được. Như đang rút dây với giờ mở cho dây lỏng lỏng ra xíu cái hồi cái mình đi nhẹ nhẹ cái cá nó theo dây lên luôn mai ra vậy thôi vậy, dây nó chạy vậy kẹt cái dưới mà cũng không xuống luôn sợ cá nó chối chối dưới rồi. Cũng đường không gì nữa tôi đường không ăn chứ nói gì. Thua luôn, cá này làm không kịp quay cũng không kịp nữa nè. Tự nhiên đang xuống ra cần chưa xong nó rút cái ngã cần lại quay luôn. Rồi dướng luôn. Cá này chắc nhỏ chứ bự. Lên à. Ừ ông nội. 2 kg. Dây của tờ dây phải đánh bên hông bè mới ra bắt được chứ đánh tít bè dữ quá. Giờ không biết được dây nằm sao chứ còn cá bỏ cho nó nằm dưới luôn còn cá. Nghĩ gì dựng đó à? Bây giờ để ông mời cho mọi người mình tắt nha mọi người. Chút nữa mà ông mời không có nhí méo được mình bay cho mọi người coi. Còn không là coi như sảy cá nha. À, thì cái con cá hồi nãy mọi người sảy nha mọi người. Nó rút xuống sâu quá rồi kéo lên kéo không nổi. Nói chung là nó dướng gì một nụ với tươi dây hết trơn. Cuối cùng là phải bứt bỏ. Rồi bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục đổi cái điểm mới thôi. Năm nay là những cái cuộc hành trình mình ghé một chỗ mình câu chút xíu mình đi ghé câu chút xíu mình đi chứ mình không có đeo bám một chỗ nha mọi người. Mình đi xuồng mà mình phải di chuyển thôi. Ok mọi người ha, giờ anh em bắt đầu đi điểm khác. Cây nào cây nào có không? Có mày ăn rồi đó. Có mày ăn rồi đó xảy rồi nha nè. Chắc cú luôn. Ghen rồi bỏ thôi. Này muốn bắt nó phải câu lưỡi nhỏ nữa. Lưỡi mình bắt cá trọng trọng chứ lưỡi mình bắt mấy cá nhỏ quá không được. Đây mọi người ngồi cả tiếng đồng hồ mới ăn mọi người. Ờ nản hai anh em tính về đó rồi cuối cùng ăn nè. Còn không ai xảy luôn rồi. Có mày ăn kiểu này có mày chắc. Rồi. Ăn biết làm biến vật luôn, ăn phải ăn như nãy. Là, làm con mày vinh 2 kg rồi. Ê giỡn hoài. Con này cũng cỡ con nãy mà. Sảy cỡ con nãy mà ơi ghê thấy không cỡ con nãy mà phải 5 năm nữa mới bằng con nãy. Hỏi cái tay nghe hiệu trời
nhiều con giật cạch cạch cạch. Nguy trang cá mè luôn. Đó. Thằng Liêm thả cho. Thằng Liêm thả cho. Đó. Rồi giải dính cái bịch tùng con tôi cô có tê không luôn nè. Dục đi có con nào ăn đâu. Nói mà đã cắm cái cần không có tê mà cắm kẹt hè chơi khóa. Kiếm con cá chiên về nó. Không làm dấu con cá ta đó, 5 năm nữa tôi qua tôi bắt nó lại. Sống không? Dặn ơi, dặn ơi. Trời ơi, dặn chưa dặn cơ hả luôn rồi. Dốt không à. Rồi, thôi giờ thì anh em mình về mọi người ơi. Thôi rồi, hết ăn rồi, hết nước rồi. Giờ cuốn cần về chiều rồi mọi người. Với khổ không tạm lắm. Tới chiều 4-5 giờ phải về tình báo mọi người. Không về tình báo không được. Cho nên thôi, mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp khác ha. Chuyến này thì ok, dính nhiều ta. Dính được hai con cá ta nhỏ, hai cá ta nhỏ nè. Con cá mè nè. Con cá mè đúng không? Một con cá ta bự nè. Con cá tê nè. Cái gì anh ta? Sảy sảy. Sảy. Như tôi lốn sảy ba con phải không? Hai con hay ba con? Tôi lốn sảy, mình lốn sảy ba con đó nha mọi người. Đó. Tao tính cho bữa nay cả chục con chứ bộ. Đúng không? À, cả chục cá này là nếu mà bắt được hết là cả chục con á, nhưng mà sảy nhiều hơn dính. Ủa sảy hết thân dính chứ, sảy thấy hết dính mà cuối cùng là thả hết luôn. Bắt có bắt con cá tê mà cá tê để chút nữa mình thả luôn nha mọi người. Tính bắt cá tê về nuôi nhưng mà ít quá con phải 4-5 con về thả hồ nuôi luôn. Ok mọi người, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp khác. Bye bye.